Kính chào quý khán giả đang đón xem Sống An Lạc. Các bạn thân mến, theo nghiên cứu lâm sàng cho thấy, người sau độ tuổi 40 và cụ thể là từ 46 đến 55 tuổi chính là giai đoạn thập kỷ đầm lầy. Sức khỏe giảm sút nhanh chóng, cùng lúc có thể bùng phát nhiều căn bệnh mãn tính đe dọa tính mạng. Nam giới sau tuổi 40, cuộc sống và công việc với nhiều áp lực ngày càng gia tăng, rất dễ mắc các bệnh về thận, béo phì, dạ dày và phổi. Còn phụ nữ sau tuổi 40 sẽ có nguy cơ cao khởi phát các bệnh ung thư, đặc biệt là phải chú ý đề phòng ung thư buồng trứng, tử cung và ung thư vú. Vì vậy, từ tuổi 40 trở đi, ngoài việc tăng cường rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe hình thức, thì điều quan trọng hơn cả chính là việc điều chỉnh chế độ ăn uống cân bằng khoa học. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả của Sống An Lạc một số nguyên tắc ăn uống dành cho lứa tuổi trung niên, giúp các bạn bảo đảm duy trì phong độ sức khỏe ổn định trong giai đoạn nhạy cảm nhất của cuộc đời. Công thức 4X đáng ghi nhớ. Thứ nhất là ăn ít năng lượng. Tuổi càng cao bao nhiêu thì những chức năng trên cơ thể càng giảm xuống bấy nhiêu. Với sự gia tăng tuổi tác thì tổ chức của cơ thể sẽ xuất hiện sự suy giảm ở mức độ khác nhau. Việc tiêu thụ calo sẽ giảm, làm giảm sự tiêu hóa và hấp thụ protein. Do đó, bạn có tuổi rồi thì hãy ăn ít thực phẩm giàu calo, thay vào đó là ăn thêm một ít rau quả tươi và trứng để đảm bảo đủ chất đạm và vitamin bình thường. Thứ hai là ăn ít muối. Đối với những người sau tuổi 40 thì rất dễ rơi vào hiện tượng thích ăn mặn, có xu hướng thêm nhiều muối hơn khi nấu nướng hoặc thêm các gia vị đậm đà so với tuổi còn trẻ. Và thói quen này nếu duy trì trong thời gian dài sẽ dẫn đến phát sinh các bệnh nguy hiểm như là huyết áp cao, đột quỵ và bệnh tim mạch. Thứ ba là ăn ít đường. Sau tuổi trung niên thì dù có là người hảo ngọt thì bạn cũng phải hạn chế lượng đường đưa vào cơ thể. Người ăn quá ngọt có thể gây ra rối loạn chức năng tụy. Và khi lượng đường thừa thì không chỉ dẫn đến béo phì mà còn làm tăng gánh nặng lên tuyến tụy và nhanh chóng gây ra bệnh tiểu đường. Thứ tư là ăn ít dầu mỡ. Nếu ăn cho một lượng chất béo quá nhiều cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người cao tuổi. Khi dung nạp một lượng cholesterol quá nhiều vào cơ thể, dễ dẫn đến việc phát sinh các bệnh như là xơ cứng và tắc nghẽn mạch máu. Từ đó có thể có nguy cơ gây ra một loạt các bệnh liên quan, điển hình nhất là nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành. Công thức bổ nhiều không nên bỏ qua. Thứ nhất là ăn nhiều chất xơ. Sau 40 tuổi thì khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa sẽ giảm, nhu động ruột yếu dần sẽ gây ra bệnh táo bón. Và trong độ tuổi này thì nên bổ sung thêm chất xơ trong từng bữa ăn hàng ngày. Khi lượng cellulose được cung cấp đầy đủ cho cơ thể, không chỉ có thể phòng tránh táo bón, ngăn ngừa các bệnh về đường tiêu hóa, mà còn giúp phòng tránh bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch và tiểu đường. Thứ hai là ăn nhiều iốt hơn. Bước vào tuổi trung niên, nếu thiếu iốt trong cơ thể sẽ dẫn đến bệnh về tuyến giáp, chủ yếu là bệnh suy giảm chức năng hoạt động tuyến giáp và các bộ phận liên quan, từ đó làm giảm sự trao đổi chất, ảnh hưởng đến sự phân hủy chất béo và dẫn đến béo phì. Iốt không cần quá nhiều, nhưng bạn phải chú ý đến nó, vì nếu quá thiếu thì lại gây ra nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài lượng iốt được cho vào trong muối thì các thực phẩm chứa nhiều lượng iốt tự nhiên như là rong biển, cá biển, ốc biển, v.v. Thứ ba là ăn nhiều canxi. Do đặc điểm của người cao tuổi thì họ rất dễ bị thiếu canxi dẫn đến loãng xương. Do đó, trong thực đơn hàng ngày nên bổ sung thêm sữa, tảo bẹ, đậu và các thực phẩm. Những món ăn này vừa có tác dụng ngăn ngừa loãng xương, đồng thời có thể chống thiếu máu, đảm bảo cho khung xương chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa. Thứ tư là uống nhiều nước. Khi bước qua tuổi 40 thì cảm giác khát nước sẽ bị suy giảm, vì thế nhiều người sẽ ít khi thấy mình khát nước. Điều này vô tình khiến cho bạn rơi vào cảnh quên uống nước mà cơ thể cũng không nhắc bạn uống. Cách tốt nhất là hãy lên lịch uống nước đều đặn để bạn không bị thiếu nước. Tối thiểu mỗi 2 giờ trên lần bạn nên bổ sung nước. Khi thiếu nước thì cơ thể sẽ khô héo dần dần, phong độ sẽ giảm sút, da xấu và các cơ quan nội tạng dễ gặp rủi ro. Các bạn hiểu như thế nào là ăn uống lành mạnh? Ăn uống lành mạnh không phải là lập ra công thức dinh dưỡng khắt khe hay phải bỏ đi thực phẩm yêu thích. Thay vào đó, nó cho bạn cảm giác tuyệt vời về ẩm thực, có nhiều năng lượng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Và 9 bí quyết sau đây sẽ là 9 chìa khóa vàng giúp bạn có được chế độ ăn uống lành mạnh, từ đó xây dựng cho mình nền tảng sức khỏe vững chắc, toàn diện. Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình hôm nay để biết đó là 9 bí quyết gì nhé! Bí quyết thứ nhất là làm mới chế độ ăn, đơn giản hóa.
Thay vì quá quan tâm đến tính toán năng lượng hoặc khẩu phần ăn, bạn hãy quan tâm đến màu sắc, đa dạng và tươi mới của thực phẩm. Như thế sẽ dễ dàng chọn được thực phẩm lành mạnh hơn. Chìa khóa là tập trung vào những thực phẩm yêu thích và công thức nấu ăn đơn giản, sao cho kết hợp với nhiều thực phẩm tươi. Dần dần chế độ ăn của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh và ngon miệng hơn. Một số lời khuyên là từ từ thay đổi những thói quen ăn uống. Thay đổi lập tức những thói quen ăn uống đã thành nếp có vẻ khó khăn và dễ khiến kế hoạch mới bị đổ vỡ. Bạn hãy thực hiện từng bước nhỏ. Ví dụ mỗi ngày thêm một món rau trộn có đầy đủ các loại rau khác nhau hoặc chuyển từ bơ, các loại dầu ăn thông thường sang dầu ô liu khi nấu ăn. Khi thay đổi này thành thói quen thì bạn hãy thực hiện thêm những thay đổi khác. Thêm nước và tập thể dục vào chế độ ăn. Nước đào thải các chất cạn bã và độc tố khỏi cơ thể và khi đói thì uống nước cũng là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Cũng như vậy, bạn cần có một vài động tác và thêm vào nó vào cuộc sống hàng ngày của bạn, giống như là thêm cây xanh, quả việt quất hoặc cá hồi. Những lợi ích sức khỏe của tập thể dục suốt đời giống như là một thực phẩm lành mạnh cho bạn vậy. Bí quyết thứ hai là ăn uống điều độ. Nền tảng cho bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào là điều độ. Nhưng điều đó là gì? Bao nhiêu là chuẩn? Và điều này phụ thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể của bạn. Sao cho không phải ngày 1, ngày 2 mà cho đến khi bạn có được trọng lượng lý tưởng. Do đó hãy đặt chế độ ăn uống điều độ trong điều kiện cân bằng tất cả carbon hydrate, protein và các khoáng chất. Cân bằng và điều độ là ăn ít hơn mức hiện tại chúng ta đang ăn. Cụ thể là ăn ít các chất không lành mạnh như là chất béo bão hòa và ăn nhiều các chất lành mạnh như rau, củ quả. Điều này cũng không có nghĩa là bạn phải bỏ đi thực phẩm yêu thích. Ví dụ như là ăn thịt xông khói vào buổi sáng một tuần một lần, có thể cân nhắc điều độ nếu bạn ăn mức này vào bữa trưa hay bữa tối, nhưng sẽ mất cân bằng nếu ăn kèm một hộp bánh rán hay là pizza xúc xích. Cố gắng không có nghĩa là phải cấm một số thực phẩm, bởi vậy việc này sẽ khiến cho bạn thèm muốn hơn. Hãy ăn bớt đi và không ăn thường xuyên. Một số mẹo là sử dụng bát đĩa đựng đồ ăn nhỏ hơn. Nếu đói hãy ăn thêm rau hay hoàn thành bữa ăn với hoa quả. Bí quyết thứ ba là ăn uống lành mạnh không phải là ăn gì mà là ăn như thế nào. Thói quen ăn uống có thể học được và điều quan trọng là bạn biết ăn như thế nào hơn là nuốt gọn một cái gì đó trước giờ làm hay là ăn vội trên đường. Do đó lời khuyên là ăn với người khác bất cứ lúc nào có thể, nhất là cho trẻ em vì như thế sẽ hình thành thói quen lành mạnh. Việc ăn trước tivi, máy tính sẽ rất có hại cho đầu óc và dạ dày. Hãy dành thời gian thưởng thức bữa ăn và chúng ta thường có xu hướng ăn vội vàng. Việc này rất hại, vì thế hãy nhai chậm và tận hưởng hương vị của thực phẩm. Lắng nghe cơ thể. Hãy xem cơ thể bạn có thể chứa được bao nhiêu đồ ăn. Trong khi ăn, hãy dừng lại trước khi bạn cảm thấy no vì phải mất vài phút não bộ mới lắng nghe được cơ thể mà lúc đó thì bụng đã no. Ăn sáng và chia nhỏ bữa ăn. Mỗi bữa sáng lành mạnh có thể khởi động quá trình trao đổi chất và những bữa ăn nhỏ sẽ hiệu quả hơn hẳn so với 3 bữa ăn hàng ngày. Tránh ăn vào ban đêm. Cố gắng ăn tối sớm trước bữa ăn sáng hôm sau từ 14 đến 16 giờ. Nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng đây là cách đơn giản để điều chỉnh chế độ ăn uống và cho hệ tiêu hóa của bạn một kỳ nghỉ dài mỗi ngày để điều chỉnh trọng lượng. Bí quyết thứ tư là ăn nhiều tinh bột tốt và ngũ cốc thô. Ngoài việc ngũ cốc và tinh bột đáp ứng nhu cầu ăn uống ngon miệng, nó còn rất giàu phytochemical và chất chống oxy hóa, có thể chống bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt sẽ có trái tim khỏe mạnh. Dưới đây là định nghĩa đơn giản về tinh bột tốt và tinh bột không xấu. Tinh bột tốt bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, đậu, quả và rau. Tinh bột lành mạnh được tiêu hóa chậm và giúp bạn no lâu hơn, giữ lượng đường trong máu và ổn định mức độ insulin. Tinh bột không tốt là các loại thực phẩm như là bột mì trắng, đường tinh chế, gạo đã bị loại bỏ cám, chất xơ và chất dinh dưỡng. Tinh bột xấu tiêu hóa nhanh, gây đột biến năng lượng và lượng đường trong máu. Do vậy, ăn nhiều các loại ngũ cốc nguyên hạt bao gồm có gạo nâu, lúa mì, lúa mạch, thử nghiệm với các loại hạt khác nhau để biết bạn thích nhất loại nào. Bí quyết thứ 5 là thêm rau quả đầy màu sắc. Rau quả là nền tảng cho chế độ ăn lành mạnh, chúng ít calo, giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Cố gắng ăn rau quả nhiều màu sắc trong bữa ăn mỗi ngày, bởi nó không chỉ nhiều chất dinh dưỡng mà còn nhiều màu sắc sẽ cung cấp nhiều lợi ích khác nhau. Mục tiêu là phải ăn tối thiểu 5 màu sắc rau quả mỗi ngày. Một số lựa chọn tuyệt vời bao gồm rau xanh, rau diếp, rau cải xoăn, mù tạt, bông cải xanh, cải bắp vì chúng chứa nhiều canxi, magie, sắt, kali, vitamin A, C, E và K.
Rau ngọt, các loại rau ngọt tự nhiên như là ngô, cà rốt, củ cải, khoai lang, khoai mỡ, hành bí vừa thêm vị ngọt cho bữa ăn mà lại giảm cảm giác thèm đồ ngọt khác. Trái cây, hoa quả tươi cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, ví dụ như là dâu tây chống ung thư, táo cung cấp chất xơ. Cần biết các loại vitamin từ thực phẩm không phải là thuốc, nó không thể thay thế thuốc trị bệnh. Lợi ích của nó đến từ việc ăn thường xuyên và kết hợp nhiều loại. Bí quyết thứ 6 là thưởng thức chất béo lành mạnh và tránh chất béo không lành mạnh. Chất béo lành mạnh rất cần thiết để nuôi dưỡng não, tim, các tế bào, mái tóc, da và móng tay chân. Trong chất béo tốt có hai loại là chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Chất béo không bão hòa đơn có nhiều trong dầu canola, dầu lạc, dầu ô liu, bơ và các loại hạt. Chất béo không bão hòa đa bao gồm omega 3, omega 6, có nhiều trong cá hồi, cá trích, cá thu, cá cơm, cá mòi, cũng như hạt hướng dương, ngô, đậu tương. Do đó cần tăng ăn chất béo không bão hòa, chất béo tốt và giảm chất béo bão hòa. Bí quyết thứ 7 là thêm canxi cho xương chắc khỏe. Canxi là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng để cơ thể khỏe mạnh, cần thiết cho cả nam và nữ. Hãy ăn thực phẩm nhiều canxi hay thực phẩm có nhiều magie và vitamin D, K để giúp canxi làm công việc của mình. Người bình thường cần 1.000mg canxi mỗi ngày, người trên 50 tuổi cần 1.200mg. Thêm vitamin D và canxi bổ sung nếu chế độ ăn của bạn không đủ chất dinh dưỡng, nguồn cung cấp canxi bao gồm sữa, sữa tươi, sữa chua, phô mát. Rau quả xanh, rau có màu xanh là nguồn canxi, hãy thử củ cải, mù tạt, cải xoăn. Đậu, canxi có nhiều trong đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng. Bí quyết thứ 8 là linh hoạt với protein. Protein cho chúng ta năng lượng để tồn tại và phát triển. Protein trong thực phẩm được chia thành 20 axit amin, giúp cơ thể tăng trưởng và cần thiết cho việc duy trì các tế bào, mô, cơ quan. Thiếu một protein trong chế độ ăn uống của chúng ta có thể làm chậm tăng trưởng, giảm khối lượng cơ bắp, miễn dịch kém và làm suy yếu tim và hệ hô hấp. Protein đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, trẻ ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, ăn nhiều protein sẽ gây hại. Dưới đây là một số hướng dẫn ăn protein để có sức khỏe lành mạnh. Thử các loại protein khác nhau. Nếu bạn là người ăn chay thì có thể lấy protein ở các loại đậu, các loại hạt, đậu Hà Lan. Đậu protein có nhiều trong đậu đen, đậu Navi và đậu lăng. Các loại hạt như là hạnh nhân, quả óc chó, quả hồ đào. Sản phẩm từ đậu nành, hãy thử đậu phụ, sữa đậu nành, bánh mì kẹp thịt và rau. Giảm bớt protein trong khẩu phần ăn. Nhiều người ở phương Tây ăn quá nhiều chất đạm và do đó sẽ gây hại cho gan, thận, béo phì. Các chuyên gia khuyên ăn nhiều đạm thực vật hơn là đạm động vật và mỗi lứa tuổi khác nhau cần một lượng đạm khác nhau. Bí quyết thứ 9, hạn chế đường và muối. Đường làm tăng giảm năng lượng và có thể thêm nhiều bệnh tật, cũng như thừa cân. Thật không may là giảm ăn bánh kẹo, món tráng miệng chỉ là một phần trong giải pháp. Thường thì chúng ta không nhận thức được lượng đường tiêu thụ mỗi ngày. Một lượng đường rất lớn có thể là ở trong bánh mì, súp và rau đóng hộp, bơ thực vật, khoai tây chiên, đồ ăn nhanh, nước tương, nước sốt cà chua. Một số lời khuyên là tránh đồ uống có đường, 1,5 cốc soda chứa khoảng 10 muỗng cà phê đường, nhiều hơn giới hạn khuyến cáo hàng ngày. Do vậy hãy thử nước chanh hoặc là nước ép trái cây thay thế. Ăn đồ ngọt tự nhiên như là trái cây hoặc là bơ, đậu phộng. Kiểm tra thực phẩm cẩn thận. Đường thường được ngụy trang bằng các thuật ngữ ẩn trên nhãn thực phẩm. Đối với muối thì hầu hết chúng ta đều ăn quá nhiều muối và việc này có thể gây ra cao huyết áp và dẫn đến vấn đề sức khỏe khác. Cố gắng hạn chế lượng natri từ 1.500 đến 2.300 mg mỗi ngày, tương đương với một muỗng cà phê muối. Do đó, tránh thực phẩm chế biến hoặc là đóng gói sẵn, chú ý với đồ ăn ở nhà hàng, lựa chọn rau tươi thay vì rau đông lạnh và đóng hộp, cắt giảm đồ ăn nhẹ như là khoai tây chiên, bánh quy, chọn các thực phẩm ít muối. Đó chính là 9 bí quyết ăn uống lành mạnh mà mọi lứa tuổi đều có thể áp dụng và thực hiện. Duy trì đều đặn, khoa học thì món quà mà bạn đạt được chính là cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Kính chúc quý khán giả của Sống An Lạc sẽ luôn trẻ trung, khỏe mạnh và an lạc. Đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để không bỏ lỡ những thông tin sức khỏe ý nghĩa. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.